đang học lượng giác thì đều biết là có bốn cái hàm lượng giác cơ bản mà cần phải học, đấy là hàm sin, gọi là hàm sin, hàm cốt, hàm tan và hàm cotan. Tuy nhiên thì rất ít người biết là vì sao mà chúng được gọi tên như vậy. Đấy, nhưng mà bản thân cái tên gọi rất là quan trọng, vì khi chúng ta hiểu cái tên gọi, chúng ta hiểu cái xuất xứ tên gọi tại sao, thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái hàm, nó sẽ trở nên gần gũi hơn với chúng ta, và chúng ta qua đó cũng hiểu được bản chất của các hàm hơn và dễ dàng nhớ các cái định nghĩa, các cái tính chất của nó hơn. Như vậy nên hôm nay tôi muốn giới thiệu cái nguồn gốc tên gọi của các hàm lượng giác. Thế thì trước hết, vì sao hàm sin lại được gọi là sin? Thế thì như các bạn có biết là sin thực ra là viết tắt của từ sinus. Sinus đấy, thì trong rất nhiều tiếng thì như là tiếng Anh hay tiếng Pháp ấy, thì hàm sin chính là gọi là hàm sinus đấy. Thì cái từ sinus đấy, cái gốc của nó là gốc Latin đấy, từ thời La Mã ngày xưa. Thì nó nghĩa của nó xuất phát ấy, là nó chỉ những cái đường hay là những cái gì đấy mà nó cong, tức là nó uốn khúc, nó cứ uốn lên uốn xuống như này, thì người ta gọi là dáng điệu như là sinus. Cái đường như thế thì người ta quan sát thấy trong tự nhiên thì nó gọi là hình sinus. Hay ngay như bây giờ trong y học, trong sinh vật và ngay trong một số thứ địa chất, có một số các thứ mà nó cứ bị cong vào thì người ta gọi đấy là sinus. Đấy. Thế còn trong toán học thì cái từ sinus được dùng để chỉ là sinus chính là cái chuyện mà cứ đi lên đi xuống cong như thế. Thì như các bạn biết đấy, thì đây là cái đồ thị của hàm sinus, tức là thế nào, tức là khi mà góc bằng không thì sinus bằng không, sau khi cái góc nó tăng lên đến pi trên hai thì sinus nó tăng lên đến một, rồi khi góc nó đến pi thì cái sinus nó lại đi cong xuống về không, rồi nó xuống đến âm một rồi nó lại lên không. Đấy đó, đây là cái đồ thị đấy nhá. Tùy theo cái góc bằng bao nhiêu thì nó cứ đi lên đi xuống, thế nên nó cong thì người ta gọi nó là sinus, thì nó cong như vậy. Đấy, bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào cái hình tròn này, chúng ta lấy cái điểm chấm ở đây này trên hình tròn, chúng ta hình dung như cái quả lắc hay là cái đấy, thì cái cầm cái con lắc ấy, ta kéo nó xuống, ta quay nó quay hình tròn này, thì nó phụ thuộc vào cái góc, là cái độ cao của cái con lắc này, nó sẽ phụ thuộc vào góc. Đầu tiên góc bằng không thì nó ở địa ở độ cao là không năng mảng này, sau đó thì nó cao lên đến một, thì ta giả sử đây chính là một đơn vị. Đấy, rồi ta quay tiếp thì nó xuống về không, rồi ta quay tiếp thì nó xuống âm một, rồi ta quay tiếp nó lại đến không, nó cứ như thế. Đấy, thì nó cứ đi lên đi xuống quay như thế. Thì chính vì vậy mà cái độ cao này ở đây được gọi là sinus. Khi mà ta giả sử là cái bán kính này là bằng một. Thế thì còn trong trường hợp tổng quát, nếu mà ta lấy một cái tam giác bất kỳ thì đây cái cạnh huyền C này chính là cái bán kính lúc nãy. Thế nên là ta phải lấy A, tức là cái độ cao bây giờ, chia cho cạnh huyền C, thì đấy là cái tỷ lệ giữa độ cao và bán kính, cũng như là nó sẽ bằng cái đoạn này thôi. Nếu mà cái bán kính ở đây là bằng 1 rồi. Đấy, vậy nên là cái công thức chung cho sinus của cái góc ở trong tam giác vuông sẽ chính là cái cạnh vuông này của cái góc A này, đúng không? Chia cho cạnh huyền này là A chia cho C, thì là sinus của góc này. Đấy, vì sao người ta gọi nó là sinus chính là vì như vậy. Thế còn bây giờ tôi nói đến tang. Thế vì sao tang lại gọi là tang? Thế thì thực ra tang nó là viết tắt của cái từ tangent hay là tangent. Tiếng Việt thì sẽ gọi là tiếp tuyến hay tiếp xúc. Đấy, thì bây giờ ở đây chẳng hạn như là ta hình dung ta có một cái con đường đi lên đồi như này. Đấy, con đường đi lên đồi, đường dốc lên đồi. Thế thì ta ở một cái điểm này. Thế thì ở cái điểm này thì ta muốn đo cái độ dốc của nó là bao nhiêu. Thế muốn đo độ dốc của nó thì ta lấy cái đường gọi là đường tiếp tuyến. Đấy, cái đường tiếp tuyến là cái đường tiếp xúc với cái đường dốc này. Thế thì cái góc x ở đây chính là cái góc tiếp tuyến, tức là chính là tangent, là cái góc chứng tỏ độ dốc. Nhưng thế để đo độ dốc thì ta có thể đo theo kiểu nào, để theo quy ước làm gì, là độ dốc có nghĩa là gì, tức là nếu mà ta đi đường thẳng như ta đi được bên ấy. Đấy, thì nếu mà cứ đi theo cái đường thẳng này, đúng không? Thì ta chiều ngang thì ta cũng nâng lên được a mét chiều cao. Đấy, tức là độ dốc chính là cái độ nâng lên đấy, sau khi mà đi theo chiều ngang, đúng không? Đấy, thì tức là lấy a chia cho b thì là người ta gọi là cái độ dốc. Đấy, thì chính là cái tangent của x, và bởi vậy mà người ta viết là tang của x thì bằng là a chia cho b. Tôi xin lỗi là ở đây là hơi viết nhầm, đây là a chia cho b chứ không phải là b chia cho a, đúng không? A chia cho b. Đấy, đúng không? Thế thì tangent chính là từ cái chuyện là cái đường tiếp tuyến mà ra. Đấy, cái độ dốc của cái đường tiếp tuyến. Đấy. Thế còn vì sao cốt lại gọi là cốt và cotan lại được viết như vậy?
Đấy, cốt thực ra viết là COS thì đúng hơn, đúng không? Đấy là tiếng Việt mình đọc chữ S là biến thành chữ T thôi. Nhưng mà cos thực ra là viết đủ ra thì phải là cosinus. Đấy, cosinus có nghĩa là cô của sinus, cái từ cos nó cùng hai phần, phần tiếp đầu ngữ đấy người ta gọi thế là cô, còn phần chính phía sau gọi là sinus. Thì tại sao lại cô? Thế thì trong các thứ tiếng trên thế giới ấy, thì người ta thêm cái chữ cô đằng đầu để chỉ đối tác. Nếu chẳng hạn như người ta gọi là co-worker, có nghĩa là worker là người làm việc, đúng không? Co-worker là người cùng làm việc, hay là colleague cũng thế, hoặc là cooperate, đấy, cooperate. Đấy, thì tức là cùng hoạt động, ví dụ như thế, cùng làm cái gì đấy. Thế thì đối tác của sin là cosin hay là cos gọi như thế, đúng không? Thế thì bây giờ làm sao xác định đối tác? Người ta nhìn hình tam giác ABC này này thì nó có một cạnh huyền thôi, nhưng có hai cạnh góc vuông, đúng không? A và B. Thế thì A và B là nó tương tự như nhau về mặt ý nghĩa của nó, cùng hai cạnh góc vuông, nhưng như thế là nó sẽ là đối tác với nhau để cho trường hợp này. Đấy, tức là A là đối với B, còn B là đối của A. Thế thì công thức của sinus là A chia cho C. Bây giờ ta thay A bằng đối tác của nó, ta thay A bằng B thì ta được B chia cho C, thì đấy chính là đối tác của sinus, tức là gọi là cosinus, đúng không? A chia cho C là sinus, thì đối tác của nó là B chia cho C sẽ là cosinus. Thế còn cotangent thì sao? Cotang này, thế thì tang là A chia cho B, bây giờ ta thay A bằng đối tác của nó, tức là bằng B, B bằng đối tác của nó chính là bằng A. Thế thì B chia cho A là đối tác của A chia cho B trong trường hợp này, thì vậy nên người ta gọi đó là đối tác của tang, tức là cotang, đúng không? Vậy thì cotang là bằng B chia cho A, và cũng chính là bằng 1 chia cho tang, là ngược lại của tang trong trường hợp này. Nhưng mà cosinus thì không phải là 1 chia cho sinus đâu nhé, đúng không? Đấy, thì đó là B chia cho C chứ không phải là C chia cho A. Đây, chú ý như thế. Cái đối tác đấy là cái khái niệm chung, nhưng trong mỗi trường hợp thì nó sẽ thể hiện khác nhau. Đấy nhá. Thì bây giờ các bạn đã biết vì sao sinus, cosinus, tang, cotang lại được gọi như vậy nhé. Thế, chúc các bạn một ngày vui nhé. Cảm ơn.